Xin nguyện chúc cho quý vị thân tâm được an lạc tự tại, bồ đề tâm kiên cố, đạo tâm bất thối chuyển, thiện căn được vun bồi, đầy đủ trí tuệ giác ngộ giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng những nhân duyên kiếp người. Tất cả chúng ta có mặt với nhau ở đây không phải tự nhiên mà có nhân duyên với nhau nhiều đời nên mới gặp nhau. Có người mình chưa bao giờ biết, nhưng vừa gặp vừa thấy thì thân thiện, quen như đã gặp ở đâu rồi. Có người vừa mới gặp đã thấy ghét, đó là dấu hiệu cho thấy mình đã có duyên với nhau từ nhiều kiếp trước, bây giờ mới gặp lại đây. Người mình từng mang ơn thì vừa trông thấy liền cảm mến, người tạo oán thì trông thấy liền bực bội. Con người chúng ta do tạo các nhân duyên thiện ác lẫn lộn nên sanh ra ở cõi ta bà phải kham nhẫn này. Bạn yêu thương con cái của mình ư? Từng giờ từng khắc bạn mong rằng mình có thể ngăn gió chắn mưa cho chúng. Vậy mà tuổi bạn đang lớn lên từng ngày, rồi cũng có một ngày trước mặt các con bạn cũng phải bỏ chúng mà đi. Bạn chỉ có thể cùng đi với con cái chỉ có một đoạn đường. Bạn yêu thương cha mẹ mình, hy vọng họ sống lâu trăm tuổi, nhưng trong lúc bạn đang rất hiếu thuận với cha mẹ thì họ cũng sẽ rời xa trước mặt bạn. Bạn cũng chỉ có thể cùng ba mẹ mình duy chỉ một đoạn đường mà thôi. Bạn xem trọng tình nghĩa bạn bè, nhưng nếu không phải bạn bè lìa xa bạn thì chính bạn cũng sẽ phải lìa xa bạn bè. Bạn chỉ có thể đi cùng với bạn hữu một đoạn đường thôi. Cũng vì chỉ có thể cùng đi với nhau một đoạn đường nên bạn càng thêm trân trọng, quý mến những gì mình đang có. Bởi vì chỉ có thể cùng người ta đi chỉ một đoạn đường nên bạn cần học cách từ bỏ. Cha mẹ chỉ có thể vỗ về nuôi nấng bạn trưởng thành, nhưng không nên kỳ vọng cha mẹ là cây gậy vĩnh viễn để có thể chống đỡ toàn bộ cuộc đời bạn. Con cái cũng chỉ cùng liên quan huyết nhục với bạn, chứ không phải là vật phẩm phụ thuộc của bạn. Bạn chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của người khác, chỉ có thể cùng người khác đi cũng chỉ một đoạn đường đời. Điều đó chính là tính hữu hạn mà bạn cho được người khác. Vậy thì làm sao có thể mong cầu người khác cho đi sự vô hạn được? 10 năm, 20 năm hay 100 năm của một đời người cũng chỉ là một đoạn đường. Chúng ta chỉ có thể có duyên đi cùng nhau chỉ một đoạn đường nào đó thôi. Đừng nhầm lẫn, cố chấp, sở hữu. Khoảnh khắc hiếm hoi nào còn duyên có được, chúng ta nên quan tâm cho ra hơn là nghĩ người khác phải tuân thủ theo kiểu của mình. Như thế sẽ không bị nhận hiểu sai lầm. Biết tôn trọng và giúp đỡ người khác đưa đến một cuộc sống tích cực, vui tươi. Trân trọng nhân duyên chính là sống không làm khổ mình và người. Ý nghĩa gì khi người đi qua đời ta? Không kể là bạn gặp ai, họ đều là những người cần xuất hiện trong đời bạn. Điều này có nghĩa là không có bất cứ ai ngẫu nhiên xuất hiện trong đời của chúng ta. Mỗi một người mà chúng ta gặp gỡ và có mối liên hệ với chúng ta đều đại biểu cho một số sự việc. Có lẽ họ cần xuất hiện để dạy cho chúng ta biết điều gì đó, hoặc sẽ giúp đỡ cho chúng ta nhận ra điều gì đó. Một người làm tổn thương bạn, có lẽ để bạn nhận ra rằng đừng bao giờ làm tổn thương người khác,
bởi vì nó sẽ khiến người ta thật sự đau lòng. Một người bỏ rơi bạn, có thể bạn nhận ra không có gì là vĩnh viễn và đừng tìm sự nương tựa vào hạnh phúc hay niềm nở từ ai đó mang đến cho bạn. Một người yêu thương bạn, để bạn nhận ra tình yêu là thứ quý giá nhất bởi bản chất của nó quá mong manh. Một người căm ghét bạn, để bạn hiểu ra rằng tha thứ là cách duy nhất để buông bỏ phiền não. Một người hiểu bạn, để bạn hiểu rằng không cần quá nhiều bạn bè, chỉ cần ai đó hiểu mình là đủ. Hạnh phúc gần gũi là giản dị lắm, đừng mộng tưởng xa xôi mà khổ. Chắp tay xin tạ ơn đời, mỗi ngày được nở nụ cười bình yên. Cho dù kiếp sống bấp bênh, cảm ơn ngàn mối nhân duyên tác thành. Hóa giải nghiệp báo, những người mà ta gặp trong đời, gắn bó dù dài hay ngắn, dù thương hay ghét, thì cũng đều có duyên nợ với ta từ nhiều kiếp trước. Nếu ta nợ thì họ theo ta để đòi, nếu họ nợ thì theo ta để trả. Nếu nhận biết được nghiệp báo trả vay thì ta dễ chấp nhận để trả cho xong nghiệp. Nếu ta hoan hỷ trả nghiệp và dùng tâm từ bi để hiểu, để thông cảm và yêu thương thì nghiệp sẽ nhanh chóng tiêu tan. Bằng ngược lại, oán ghét, thù hận chỉ làm cho nghiệp chồng thêm nghiệp, oan oan tương báo không khi nào dứt. Một nắm muối khi cho vào tô sẽ rất mặn, nhưng khi bỏ xuống dòng sông thì không còn vị mặn. Người trí sẽ biết tận dụng thời gian để dung trồng phước báo, tạo điều thiện nghiệp, và khi nghiệp cũ đến đòi thì người ấy đã có một rừng công đức để hóa giải chúng. Dù chúng ta sống tốt đẹp đến đâu cũng đừng mong tất cả mọi người đều ghi nhận. Chỉ mong chúng ta dù đứng trước phong ba bão táp, trước những thị phi của cuộc đời, thì ta vẫn luôn giữ được sự vững vàng và tấm lòng lương thiện để tiếp tục sống đến hết cuộc đời. Và cũng đừng quên rằng chính Đức Phật vẫn đối diện trước vô số kẻ mạ lị, vị bán và người thương kẻ ghét. Huống gì phàm phu như chúng ta thì làm sao tránh khỏi. Đời người phúc họa tương sinh, trong phúc có mầm họa và trong họa tất đã có phúc. Vậy nên suy nghĩ một chút, khi ta gặp khó khăn thống khổ, chẳng phải chính là lúc để rèn luyện mình một ý chí kiên cường, một tinh thần vững chãi hay sao? Bình an là phúc. Suy nghĩ một chút, trên đời có bao nhiêu người đang phải gánh chịu cảnh chiến tranh loạn lạc, đang sống trong tranh đấu, hiểm nguy. Chúng ta được sống trong bình an thì nhất định là đại phúc. Khỏe mạnh là phúc. Suy nghĩ một chút, mỗi ngày trên thế gian có bao nhiêu người đã khuất, bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu người nằm viện. Chúng ta khỏe mạnh, tráng kiệt, vậy không phải đã là phúc rồi sao? Sống chân chất là phúc. Suy nghĩ một chút, xưa nay có bao nhiêu người thông minh quá lại bị thông minh hại. Vậy nên có lúc chỉ muốn làm kẻ khờ. Thông minh khó, khờ khạo khó, từ thông minh chuyển sang khờ khạo càng khó. Buông tay ra, lùi một bước, lòng yên ổn. Chịu thiệt thòi là phúc. Suy nghĩ một chút, trên đời có bao nhiêu người khôn lanh? Rốt cuộc có mấy người là khôn lanh thật sự? Có rất nhiều người cam chịu thiệt thòi, luôn phải gánh chịu nhiều hơn. Nhưng từ xưa đến nay, người cam chịu thiệt thòi so với người khôn lanh thì luôn hạnh phúc hơn. Sống hiến dân là phúc. Suy nghĩ một chút, trời đất tại vì sao có thể lâu dài vậy?
Bởi vì trời đất không phải vì chính mình mà tồn tại, cho nên mới lâu dài. Ánh nắng mặt trời, không khí tại sao có thể lâu dài vậy? Bởi vì mặt trời, không khí bằng lòng giao hết cho muôn loài, cho nên mới lâu dài. Bởi vì đất trời vô tư, vô ngã, chỉ cống hiến làm điều tốt cho muôn loài nên mới vĩnh miên. Từ xưa đến nay, biết sống hiến dân là phúc. Niềm vui của thế giới này đều đến từ mong ước hạnh phúc cho tha nhân. Mọi đau khổ của thế giới này đều đến từ mong muốn lạc thú, ích kỷ cho bản thân. Tâm rộng lượng bao nhiêu thì hạnh phúc bấy nhiêu. Cuộc sống không phải chiến trường, không cần phải so sánh cao thấp giữa con người với nhau. Càng hiểu về nhau, càng giảm thiểu sự hiểu lầm. Dùng tâm đối đãi nhau, thêm một phần bao dung thì giảm đi một phần tranh chấp. Con người thường cho mình là quan trọng nhất, nên hay lo chuyện được mất hơn thua. Không nên đem kiến thức và cách nhìn của mình để bình luận người khác. Kỳ thực, tâm rộng lượng bao nhiêu thì hạnh phúc bấy nhiêu. Bao dung càng lớn, được càng nhiều. Người một nhà bao dung càng lớn thì hạnh phúc càng nhiều. Giữa vợ chồng bao dung càng lớn thì tình cảm càng thấm thiết. Giữa hàng xóm với nhau bao dung càng lớn thì càng dễ sống. Giữa bạn bè bao dung càng lớn thì tình hữu nghị càng bền vững. Giữa đồng nghiệp với nhau bao dung càng lớn thì sự nghiệp càng thuận lợi. Làm người chỉ cầu cho mình được một nửa còn, một nửa kia cho đi. Làm việc chỉ cầu một nửa còn, một nửa kia để tùy duyên. Một việc không nên quá cầu toàn, vì cầu toàn sẽ không còn lối thoát. Đối nhân xử thế không được quá hà khắc, vì quá hà khắc sẽ không còn bạn bè. Đến một ngày nào đó, ai cũng sẽ nghĩ rằng điều đáng giá nhất mà mình có được trong cuộc đời này chính là sự bình thản. Bình thản trước những ấm lạnh của nhân gian. Nhận thức đúng, cửa hạnh phúc mở ra. Một, đời người. Chọn đúng thầy dạy, trí tuệ một đời. Chọn đúng nửa kia, hạnh phúc một đời. Chọn đúng môi trường, vui vẻ một đời. Chọn đúng bạn bè, ngọt ngào một đời. Chọn đúng sự nghiệp, thành công một đời. Những điều gì khiến cho ta chọn đúng? Đó là phước đức và thiện duyên ta đã gieo trồng trước đó. 2. Những cái nhất của con người. Sức khỏe là món quà quý nhất. Biết đủ là giàu có nhất. Lương thiện là phẩm chất tốt nhất. Quan tâm là lời hỏi thăm chân thành nhất. Từ ái là ngôn từ đẹp đẽ nhất. 3. Hạnh phúc. Đời người có nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc. Nếu nghĩ thông sẽ cảm nhận điều này. Những lúc cơ hàng đói khổ, có một bữa no đã là hạnh phúc. Lúc làm việc vất vả, được nghỉ ngơi đã là hạnh phúc. Lúc cô đơn một mình, có bạn đã là hạnh phúc. Phúc lộc xuất phát từ cái tâm. Sống với lòng luôn chính trực thẳng ngay, ắt sẽ có phúc lớn. 4. Khi bước vào cuộc đời, tất cả mọi người đều mang theo một số thói quen từ quá khứ
hay những kiếp sống trước. Những gì xảy ra cho chúng ta trong đời sống hiện tại đều là quả của các nhân đã gieo trồng từ trước. Bất cứ một hành động, lời nói hay tư tưởng nào của chúng ta cũng đều là nhân, và có khi nó trổ quả ngay lúc này, có khi nó là tiềm ẩn và trổ quả vào lúc khác. 5. Điều quan trọng là chúng ta có thể khẳng định rằng mọi người chúng ta ở kiếp sống này rất có thể là hiện thân của một ai đó trong chuỗi kiếp sống vô tận. Dù là một người bình thường hay một nhân vật lừng danh, chúng ta từ khi sinh ra cho đến hiện tại đều mang theo mình đủ mầm thiện, ác đan xen. Và chính bản thân chúng ta sẽ là người quyết định hạt mầm nào được đâm chồi nảy lộc, đơm hoa, kết trái. Chính suy nghĩ và hành động của chúng ta, chứ không phải bất kỳ ai khác, tạo nên số phận của mình. Khi trong lòng bạn ngập tràn sự yên vui, thì đi đến đâu cũng là điều hoan hỷ tự tại. Khi trong tâm tràn đầy trí tuệ, thì một cành hoa, cọng cỏ cũng khiến bạn thấy được chân lý. Con người vẫn hay than phiền, không thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, nhưng kỳ thực, trước giờ nó vẫn ở sâu trong lòng. Bạn không cần phải tìm kiếm, chỉ cần bạn có thể giữ tâm bất động trước dục vọng. Không vì dục vọng mà cực khổ, bận rộn suốt cả ngày, thì tự nhiên sẽ cảm nhận được sự tồn tại của nó. Thế giới mà bạn đang nhìn thấy chỉ là phản ứng của nội tâm. Trong lúc tâm trạng cởi mở, nhìn thấy ai cũng là bạn bè thân thiết. Còn khi đang buồn bực, đi đâu cũng chỉ thấy những khuôn mặt đáng ghét. Người có trí tuệ khi ở một mình sẽ quản thúc tốt tâm của mình và coi đó là cơ hội tốt để tự kiểm điểm bản thân. Còn khi tiếp xúc với người khác, họ sẽ tự quản tốt cái miệng của mình và coi đó là cơ hội để khiêm tốn học hỏi. Thuốc tốt trên đời này, mỗi một loại thuốc chỉ có thể chữa một loại bệnh. Còn thuốc tốt của tâm linh, trí tuệ và từ bi thì có thể chữa trị tất cả mọi đau khổ. Thấu hiểu chính mình là cội nguồn hạnh phúc. Bạn phải chấp nhận sự không hoàn hảo của mình vì chúng là thật và chúng là một phần không thể tách rời của bạn. Nếu bạn khao khát sự hoàn hảo, hãy chấp nhận cả những điểm chưa hoàn hảo của mình. Có một câu nói cổ của người xưa: biết người là người khôn ngoan, tự biết mình là người sáng suốt. Quả thật, người biết xem ra vẫn còn một việc dễ dàng, biết được chính mình mới khó. Do vậy, càng quý giá hơn, nhiều khi nỗi bất hạnh của chúng ta bắt đầu từ việc không thể hiểu mình. Biết mình chính là biết vị trí thích hợp của bản thân đang ở đâu. Biết mình chính là biết bản thân là ai. Ở đời, việc khó làm nhất là làm chính mình. Và tiền đề để trở thành chính mình là nhận ra bản thân mình. Nếu bạn chắc chắn rằng bạn đang làm những gì bạn muốn, bạn không phải lo lắng về ánh mắt và ý kiến của người khác, và bạn không phải quan tâm đến việc bạn được chào đón bằng hoa hay bị chế giễu. Khi nhận ra chính mình, bạn sẽ không còn lạc lối vì nó nữa. Bất kỳ quyết định nào của bạn cũng khiến bạn hài lòng. Biết mình là biết rõ bản thân đang làm gì. Nếu bạn nghĩ rằng bạn béo, bạn nên giảm cân. Bạn nghĩ rằng kiến thức của bạn hạn hẹp, bạn nên học tập. Nếu bạn muốn nhìn thế giới, bạn nên đi xa. Nếu bạn muốn tình thương, bạn nên cho đi. Nếu bạn thấy tâm mình còn ích kỷ, hẹp hòi, bạn nên rộng lượng.
Khi bạn mệt mỏi, bạn nghỉ ngơi, chợp mắt hay ngủ ngon lành. Bạn biết mình là ai, mình muốn làm gì và mình muốn trở thành người như thế nào. Vì vậy, bạn tự lên kế hoạch, thiết kế và tạo dựng cuộc sống của chính mình. Biết mình mới thực sự là yêu bản thân, chấp nhận bản thân và thay đổi chính mình. Cuộc đời của bạn là một cuốn tiểu thuyết. Bạn là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này. Đồng thời bạn cũng là đạo diễn. Bạn có thể sắp xếp ổn thỏa và diễn xuất tốt. Bạn phải chấp nhận sự không hoàn hảo của mình, vì chúng là thật và chúng là một phần không thể tách rời của bạn. Nếu bạn khao khát sự hoàn hảo, hãy chấp nhận cả những điểm chưa hoàn hảo của mình. Tất nhiên, chấp nhận không có nghĩa là bao dung và bỏ qua có chọn lọc, mà là thay đổi những gì có thể thay đổi, bù đắp những khuyết điểm, sửa đổi khiến bản thân trở nên tốt hơn. Đây cũng là một điều đáng mừng. Nếu bạn biết chính mình, trái tim bạn sẽ không lạc lối. Nếu bạn biết chính mình, bạn có thể tìm thấy hướng đi của cuộc đời. Chỉ khi hiểu rõ bản thân, bạn mới có thể sống tốt cuộc sống của chính mình. Hiểu rõ bản thân, bạn mới có thể đạt được những cảnh giới mà bạn muốn. Biết mình là một loại hạnh phúc. Nhà Phật có câu đáng để ta nằm lòng: biết người là thông minh, biết mình là giác ngộ. Cảnh giới của sự thông minh thấp kém hơn sự giác ngộ nhiều lắm. Thế nào là người biết sống? Sống không chỉ là ăn uống và hít thở, mới là người biết sống. Sống lâu và sống đẹp thì ai cũng thích. Nhưng làm thế nào để có được cuộc sống ấy? Muốn sống lâu và sống đẹp, ta cần thực tập hết lòng một trong những điều sau đây. Đừng khởi tâm sân hận đối với những gì bất như ý xảy ra với mình. Đừng khởi tâm tham đắm đối với những gì của mình và không phải của mình. Đừng khởi tâm hạo nại người hại Phật. Sống hết lòng và chân thật mặc chuyện đời dối trá. Sống tỉnh táo không đua đòi mặc chuyện đời chen lấn say mê. Sống có tiết độ, nhai nhuyễn. Và nhất là đừng sử dụng những thực phẩm có hóa chất và đua đòi theo cảm giác. Phải biết thực tập thiền hành mỗi ngày. Thiền hành là đi với tâm thư thả tĩnh lặng, đi không nghĩ điểm đến và đi hết lòng trong mỗi bước chân. Thực tập mỉm cười với những bông hoa và trẻ thơ mỗi ngày. Đừng nghe và nói những câu chuyện vô ích. Hãy nỗ lực làm những gì mà mình nghĩ là đúng nhất, để tránh tâm ân hận và giữ tâm thoải mái trong khi làm. Thực tập mỉm cười với những gì vui buồn của quá khứ. Khi chúng hiện về trong tâm ta, hay trong khi ta ngồi một mình tĩnh lặng. Đừng so sánh mình với người, hay gia đình mình với gia đình người, hay quốc gia này với quốc gia khác. Vì sao? Vì nhân duyên nghiệp báo giữa đời này không ai giống ai. Không gia đình nào giống gia đình nào, không xứ sở nào giống xứ sở nào. Nên ta không cần phải so sánh, khiến tâm ta sinh ra mặc cảm hay đua đòi mệt mỏi. Và nỗ lực thực hiện để cái đẹp do ta nghĩ đó trở thành hiện thực trong đời sống của ta dưới nhiều hình thức sống động khác nhau. Đừng để ý đến những chuyện xấu của người khác, vì người ấy không phải là mình. Nhưng khi nghĩ đến điều xấu của người khác, thì điều xấu trong tâm mình có cơ hội khởi lên, làm cho tâm mình vẫn đục,
và làm cho nét mặt của mình mất đi thánh thiện vui tươi. Ta phải biết thực tập lắng nghe và học hỏi. Học hỏi từ cuộc sống và lắng nghe những biến đổi từ các cảm thọ và những chủng tử vận hành trong tâm thức, trong từng nhịp thở có ý thức của mình, để có khả năng biết rằng những gì ta không muốn người khác làm cho mình thì mình cũng đừng bao giờ làm cho người khác. Giữ tâm bình thản trước những biến động của cuộc sống. Đời người không phải là 100 năm mà chỉ tồn tại trong từng hơi thở. Ta phải biết sống đẹp, sống hết lòng và thảnh thơi trong từng hơi thở của ta, để mỗi hơi thở của ta đều có khả năng đưa ta đi đến đời sống cao thượng. Một đời người được xem là lãng phí là vì họ lãng phí ngay trong từng hơi thở của chính họ. Cuộc sống lâu dài và đẹp nhất là cuộc sống được nuôi dưỡng bởi tình yêu trong sáng và tâm tình giản dị. Con nguyện được sống đời rộng rãi, con niệm Phật để lòng nhớ mãi, in bóng người cứu khổ chúng sinh, để theo người trên bước đường lành. Khi trong lòng bạn ngập tràn sự yên vui thì đi đến đâu cũng là điều hoan hỷ tự tại. Khi trong tâm tràn đầy trí tuệ thì một cành hoa, cọng cỏ cũng khiến bạn thấy được chân lý. Con người vẫn hay than phiền, không thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Nhưng kỳ thực, trước giờ nó vẫn ở sâu trong lòng. Bạn không cần phải tìm kiếm. Chỉ cần bạn có thể giữ tâm bất động trước dục vọng, không vì dục vọng mà cực khổ, bận rộn suốt cả ngày, thì tự nhiên sẽ cảm nhận được sự tồn tại của nó. Thế giới mà bạn đang nhìn thấy chỉ là phản ứng của nội tâm. Trong lúc tâm trạng cởi mở, nhìn thấy ai cũng là bạn bè thân thiết. Còn khi buồn bực, đi đâu cũng chỉ thấy những khuôn mặt đáng ghét. Người có trí tuệ khi ở một mình sẽ quản thúc tốt tâm của mình và coi đó là cơ hội tốt để tự kiểm điểm bản thân. Còn khi tiếp xúc với người khác, họ sẽ tự quản tốt cái miệng của mình và coi đó là cơ hội để khiêm tốn học hỏi. Thuốc tốt trên đời này, mỗi một loại thuốc chỉ có thể chữa một loại bệnh. Còn thuốc tốt của tâm linh, trí tuệ và từ bi thì có thể chữa trị tất cả mọi đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.